nào, thế nào, ok, ok các bạn đã khi nào thấy một cái thằng nào nó tình cảm kiểu như này chưa? À một cái con nào chứ, con này là con bẻ cái nhá, đấy nằm vô duyên chồng lên nữa cả, cứ khi nào cũng thế thôi, cứ ra với chủ là cứ trườn suốt vào người, rất là quẩn luôn. Thôi nào, nằm im, đó. À, thường là những con sổ cái ấy thì nó sẽ rất là tình cảm các bạn ạ, nó rất là tình cảm luôn, nó quấn quýt rồi nó muốn được vuốt ve, nó cứ nằm nó trườn vào người, nó chui rúc đầu vào người đấy, và chỉ có chó thì nó mới yêu bản mới hơn chính bản thân nó thôi, suốt ngày quấn quýt lên như kiểu là muốn được là yêu thương lắm ấy. Nào, ok, xin chào mọi người nha, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Trọ Bảo Vệ. Vừa rồi thì mình mới tăng một bàn bé bỉ đã quá tuổi sinh sản đấy, còn những cái bàn mà đạt tiêu chuẩn như này nhá, những cái bàn cái tơ như này, như bàn này là chưa sinh sản lần nào này thì sẽ rất là đắt tiền các bạn ạ. Một con như này khoảng 15 triệu, không phải rẻ đâu, 15 triệu các bạn nhé. Những con dài dây như này to đẹp, các bạn thấy không, khung bề rất là dài luôn và cực kỳ quần chủ. Những con như này nuôi sinh sản thì hết biết luôn nhé. Nếu như anh em nào muốn nuôi sinh sản hãy chọn những con giống dài dây, thấy chưa? Thứ hai nữa là quần chủ không quá bằng nhắng đấy, ngoan thì về nuôi sinh sản các bạn sẽ rất là hiệu quả đấy. Và rõ ràng là các bạn hãy quan tâm đến nguồn gen nhé, nguồn gen tốt cũng là một cái đặc điểm cực kỳ quan trọng luôn. Nào, bắt lấy đây, nào. Thông thường nhé, bắt lại đấy. Thông thường khi các bạn nuôi một con chó mà nếu nó quẫn người, nó vâng lời tốt thì các bạn sẽ rất là khỏe trong quá trình chăm nuôi. Còn những cái con mà đang bẵng nhẵng hoặc là nó không nghe lời ấy thì cực kỳ mệt mỏi luôn, nó chảy nhảy, nó làm loạn lên, nó phá phách thì đến khi là kể cả các bạn nuôi cũng không hiệu quả nhé. Bạn nào nếu như thực sự yêu dòng chó bảo vệ, những dòng chó béc bỉ, dòng chó gọi là làm việc thì chọn những con giống phải là thật sự là chất lượng nhé. Ok, trời quá nặng các bạn ạ, cực kỳ nặng luôn.